Giới thiệu bà con cái bộ Kubota nha, KG80 Kubota 7 ngựa, nguyên bộ 4 triệu đầy đủ nha bà con. Nguyên bộ luôn, đầy đủ hết, máy chạy luôn nha. Còn hơi chứ là chạy rồi. 4 triệu một bộ, bánh bọng, lưỡi bọng đầy đủ. Chỉ 4 triệu một bộ, nguyên bộ luôn bà con ơi. Về xài ngon lành, xứ gãy xứ ruộng ok luôn, Kubota luôn. Máy 7 ngựa luôn, ghê chứ. Máy còn đẹp nè, nước sơn riêng nó vậy nè bà con. Đủ đồ luôn, con ít xài nè. Để này nó lâu nhưng mà ít xài, bố còn trắng nè. Con này xài nhiều bố đen, ít xài bố trắng nè. Con này nước sơn riêng luôn nè bà con. Còn khá đẹp nè. Đùi bự luôn nè con, đùi của K300 lớn chà bá luôn. Khá được. Kubota 4 triệu một bộ đầy đủ. Con này cũng còn khá được. Lâu đời mà vậy cũng im. Sơn còn in luôn. Chỉ 4 triệu một bộ. Mà con nó có nhu cầu alo nha, 0886356707. Chạy là nó chắc rồi. Ngon lành, tay ga hoạt động bình thường. Tay ga hoạt động bình thường chứ ngon rồi, chạy. Gỉnh. KG80. Sới sơ đồ đầy đủ nè. Rất dễ luôn, rất dễ vô số con, nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. Chỉ 4 triệu bộ nha bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây bộ dàn sới Kubota luôn bà con. Kubota nguyên bộ luôn, 7 ngựa. 4 triệu bộ bà con. Kubota 7 ngựa 4 triệu bộ, nguyên bộ này đầy đủ hết trơn 4 triệu. Máy còn lăn luôn bà con. Máy là chạy chắc rồi. Máy còn khá nè, để em ít xài nè, bố còn trắng nè. Lâu nhưng ít xài nè. Ít xài 4 triệu một bộ bà con. KG80 luôn. 4 triệu bộ thôi. Bốn triệu bộ dàn sới bà con, lưỡi bổng còn khá nữa nè. Cốt bự luôn nha, cốt K300 luôn nha. 4 triệu một bộ. Kubota KG. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Còn nguyên vẹn bà con, à, nước sơn kim còn luôn hả, là nước sơn kim đó bà này bà con. Ba trăm năm mà còn đẹp dữ bà con. 4 triệu một bộ nha bà con, KG850, KG80, Kubota 7HP. Ta 7HP. Đây là con Mitsubishi 3 máy nè.
L3S, 2E, 3 máy. Có cấp nước đầy đủ nè con. Ít xài nè. Vô bọn vẫn vậy, ít xài nè. 3 máy nha. Khoảng 15 rồi à. Alo. Dạ đúng rồi. Được chứ, còn quá mà. Xài máy gì? Hả? D hay máy gì? À, cái dàn lắp là chỉ gửi cái bơm 800 là 2.3. Đúng rồi. Thu điện anh. Có 300 á.